Ngày mà nó chưa kịp hái mà đập mông rồi đây này. Nó kia là không được. Bây giờ con mở cho mẹ ngồi để xem mẹ thấy xem gia đình như hạnh phúc hay quan như và thân phòng. Đấy con mở có tìm đi ra ngoài hải kè và cho lại xem nó giống mặt của mình lắm. Hạnh phúc hay không bởi vì con dâu á. Đấy, các bạn có thể đang theo dõi video này trên kênh anh Hải Hải Khè. Có những tên là Hải Khè, các bạn chắc hẳn những các bạn đang xem video mình có sẽ có fan của anh Hải Khè xem bên video của mình. Mình mượn một video của anh Hải Khè đấy, thực sự là mình theo dõi anh Hải Khè rất là lâu rồi. Mình rất bức xúc về mẹ của anh Hải Khè về cái cách đối xử với con dâu ấy. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi còn ai còn đối xử với con dâu như của bà Kim này nữa. Bà tên là Kim, mẹ của anh Hải Khè. Hôm nay mình mở video này ra để bởi vì mình thấy là trong cái video này nội dung nó có cái tình tiết giống gia đình của mình đang gặp phải, cho nên là mình muốn mở cái nội dung này ra để cho bà Tần mẹ mình xem để mẹ mình hy vọng là mẹ mình có thể thay đổi cái tính nết để không giống bà Kim trong video này. Vì mình rất sợ ngày đó mẹ mình giống bà Kim ở trong video này thì thực sự là rất là khó xử các bạn ạ. Đấy, quay cho các bạn xem đấy. Không biết các bạn đã theo dõi video mới nhất này của anh Hải Khè chưa? Đấy, chỉ vì mỗi ăn cơm không mời thôi, quên mời thôi mà xảy ra như này. Mình chắc hẳn là các bạn xem video ấy, các bạn đã có lần ăn cơm và quên không mời bố mẹ hoặc là những bậc bề trên của mình, như thế là không đúng. Nhưng mà đấy chỉ là quên chứ không phải là cố tình. Người ta bảo là không biết hoặc nhỡ thì là không có tội đấy. Mà nhưng theo mình đây là bà Kim mà cố tình mà bắt bẻ con dâu đấy. Anh Hải Khè anh đã xử lý một cách rất là đúng mực rồi, vì một bên nghĩa và một bên tình. Mẹ ơi, đây mẹ. Mẹ vào đây con cho mẹ xem này đây. Nói gì hả? Ngồi ghế đây. Ngồi ghế đi. Đấy, mẹ theo dõi video một lúc nên là con cho mẹ xem, mẹ có nhận ra được điều gì không? Mẹ con dâu. Con dâu hư đâu? Mẹ cứ xem một lúc nữa xem mẹ có phải xem không phải con dâu hư không? Hay là bà có tính? Con dâu hư mẹ chồng nắm đeo được phải không? Dâu hư thì mẹ chồng phải nắm được phải không? Đây mẹ xem con xem từ đầu đuôi câu chuyện là con dâu thì quên không mời cơm thôi, bảo là rất tình trạng hư rồi. Đây là quên không mời chứ không phải là cố tình không mời. Cái mời mà để quên được, ngày nào ăn cơm, ngày hai năm cũng là quên được. Mẹ xem video là mẹ có thấy bà này giống mẹ không? Chỉ con hay không mà quên? Người lớn đôi khi mẹ nhiều khi em cũng quên. Cái mời hay cơm cũng là quên được. Mẹ thấy video này, cái hoàn cảnh trong video này có giống hoàn cảnh của nhà mình không? Sao còn hơn thế luôn ấy, là con dâu mà hư không? Sao đổ hết cái bông rồi, khỏi sợ gì. Đây là bà Kim, bà Kim trong video đấy. Giống tính mẹ đấy, con mở cho mẹ xem để mẹ có thể... Bà như thế là phải không? Phải cái gì mẹ, cứ bên cái trái. Bà ấy như thế này, bị bao nhiêu người chửi mắng ấy, mẹ có biết không? Mà mẹ bây giờ mẹ cũng giống bà Kim thì mẹ cũng bị như thế đấy. Tao cũng vậy đấy. Riêng mà đâu mà tao mà nó đèo này á. Tao khắc hết mông luôn. Đây là nó chỉ có quên không mời thôi, nhưng mà gì nó đều. Quên không mời đấy cái nồi lặng là cái bố này ăn không đấy. Con cái cứ ăn mẹ ăn thì không được. Hôm nay nó mở cho mẹ xem cái video này của anh Hải Khè đây. Đấy. Với bà Kim này đấy. Đấy, con để cho mẹ có thể mẹ thấy được mình ở trong video, mình thấy được bản thân mình trong video này như thế đấy. Con thấy mẹ giống hệt bà Kim ấy. Mẹ xem như thế này xem có hợp lý không? Riêng con dâu mà hư á. Mẹ chồng nắm đều là phải thôi, mẹ chồng nắm đều là phải thôi chứ không có cái chuyện gì. Bây giờ nhìn nhau, bây giờ này 4.0 rồi ai mà để ý về con dâu nữa. Con cái nó sống là vì nó sống như vậy thôi. Nét đẹp chứ không phải học cái nét hư. Ô, đây không phải là mở lên để học, con để cho mẹ xem là. Thế là bây giờ là con dâu về là phải phong cách như nào chứ, ăn uống là phải mời trên ra trên dưới để cái đặt lên ăn là không được. Mẹ bảo là con cư xử không đúng mực đấy. Mẹ thấy trong video của anh Hải Khè chưa, anh ấy cũng cư xử không qua đấy, một bên nghĩa một bên tình đấy.
con cứ bảo là con cư xử đấy, mẹ xem đấy chưa? Nói này là cũng hơi... Bà ấy bắt được vua này, mẹ xem gia đình hết còn hạnh phúc không? Bây giờ nhá, ví dụ nhá, một con dâu mà sai. Xin lỗi thầy chồng đi một lần. Xin lỗi thì bà có sai đâu. Xin lỗi một lần mà không được. Đó. Bà ấy nói cũng mốt không mời, bà ấy cũng mong không xuống ăn cơm. Mẹ xem thấy có được không? Nhưng mà chắc là bà ấy ấy chứ làm sao mà con dâu thì không mời thì là con dâu nó cũng có sai. Con dâu thì lúc đầu là con dâu này là cũng sai rồi. Nhưng mà đấy, mẹ xem đấy, cái gia đình mà nó tình trạng giống như nhà mình ấy, có được hạnh phúc không? Đến những bữa ăn cơm đi làm thì mệt, cũng không được ăn ngoan để lướt, ngoan để chiều đi làm nữa. Vì lý do làm sao? Vì lý do làm sao? Vì lý do chất nhạt, bà này bà chất nhạt thế nào? Chất nhạt thì có xem là mẹ không nhận ra là không bà này bà chất nhạt. Con dâu là hư là chồng phải dạy gọi đi. Bà ấy chất nhạt đấy. Thế thì dạy cho mẹ chồng để đến nói lên đòi thế rồi thì nó không hay. Bây giờ ví dụ vợ mà anh cơm quên không mời thì hái ngay ra mời thì ngay, nhưng mà chưa kịp hái mà anh đập mông rồi đây này, đập kia đập không được. Bây giờ con mở cho mẹ ngồi để xem mẹ thấy xem gia đình như hạnh phúc không, quan nghi và tâm phòng đấy. Con mở có tìm đi ra ngoài hải kè mà cho lại xem nó giống hẳn mình lắm. Hạnh phúc hay không phải vì con dâu ấy, mình xem mình tránh ra vì con dâu, nhưng con dâu nó còn dạy thì dạy thêm chứ chưa gì ra như thế cũng được. Dâu nó cứ đến còn đòi dạy cái gì. Ngồi em còn xem không? Ai em cũng được.